Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phân Thân Tập Hội Phẩm Thứ Hai, Một Khóa Tăng Nguyện Thuộc. Lúc đó Phân Thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới, đồng đỉnh hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thì đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ số kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thiện nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai, Đức Như Lai ngủ ủy thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng so đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa chúng sinh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quan theo thánh ác, hoặc có người căn muốn độ chúng sinh đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lại nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được hiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát như hạng chúng sanh mỗi mỗi sẽ khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn, độ thoát những hạng chúng sinh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Những chúng sinh đó nếu bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ân cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sinh. Làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con cũng phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới. Mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng sinh đó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Bây giờ Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phân Thân Tập Hội Phẩm thứ hai hết. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Om Ha 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 Bun Sam Mô Đi So.